Master YouTube xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với Blockchain Gamer. Các bạn thân mến, cách đây mấy ngày thì mình có làm một cái video, đó chính là truy tìm tắc 8 pixel, nhưng mà không ra được. Thì cái video này được rất là nhiều anh em vào và comment ủng hộ. Và ở đây mình có thấy có một vài các cái comment rất là hay, và mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn để chúng ta thay đổi cái lối chơi của chúng ta, qua đó để roll được nhiều pixel hơn. Thì ở đây có một cái comment của bạn là Sang Huỳnh Z3O: đụng cái nào cũng chả là thua rồi, chỉ trả tác nghề mình farm, không để mấy nghề kia lên level. Yeah, và thực sự là mình cũng có gặp một cái vấn đề, tại vì thực sự là cái những cái ngành khác của mình nó cũng level, nó cũng lưng chừng, thế nên là nó ra những cái tác ở cái ngành stone shopping hoặc là cái ngành cooking này cũng khá là nhiều đấy, trong khi mình tập trung vào ba ngành là mining, farming và forest drive. Đó. Thì nếu mà như bạn nào mới chơi ấy, thì chúng ta chỉ tập trung vào những cái nghề mà chúng ta muốn làm thôi nhá. Và mình cũng khuyến cáo các bạn luôn là chúng ta nên làm mining, farming và forest drive, tại vì những cái vật phẩm ở trong những ngành này thì nó tương đối là rẻ. Đó. Tiếp theo đó thì ở đây mua mấy cái rương để trữ sẵn đồ trong nhà, đỡ phải đi lại bro. Yeah. Và mình đã mua rồi đây, mình đã mua rương rồi đây. Cảm ơn rất là nhiều tất cả những cái góp ý chân thành và tuyệt vời của bạn Tiệp Tạng 6819 và bạn Sang Huỳnh nhá. Thủ công quá, nghề nào cũng thì chỉ có lỗ coi, tập trung một hai nghề thôi, cố gắng nghề cơ bản nguyên liệu và nghề chế tạo đi liền với nhau để cày cấp, và nghề này tận dụng đồ thừa của nghề kia. 100k coi phải được 30-50 pick, pro muốn nghề nhiều pick nhất thì chọn chồng và bánh, chỉ trả tác nghề ngày thôi, có trả thì trả thêm hai tác mining và forest. Bánh tier 2 thì hơi cực vẫn lỗ, nhưng tier 3 thì lúc đó số lượng tác pixel nhiều, lại còn tác một tác được nhiều pick, thành quả khi đó sẽ ngạc nhiên. Hy vọng pro bui một ạc mới một ngày, một ạc mới chỉ cái hai nghề trong một hai tuần để trải nghiệm. Okay. Một cái comment rất là tuyệt vời, mình đã phải tìm bạn. Cảm ơn bạn đã góp ý, chỉ đắc nghề ngày thôi là sao bạn? Nghề này chứ không phải là nghề ngày, chắc là bạn viết nhầm một tí. Ý mình là bạn đi theo đường nào thì chỉ trả theo đường đó, đừng trả tác ngoài. Ở đây mình đề xuất làm farming và cooking, vì mỗi tác trả nó sẽ có một lượng EXP cộng lên. Vì vậy nếu trả nhiều sẽ mở thêm các item của nghề đó, và khi bạn mở càng nhiều item thì phải trả, thì sẽ phải trả tác càng nhiều. Đây, nó là cái này nha các bạn nha. Khi mà chúng ta trả bất cứ một cái tác gì á, thì nó sẽ lên kinh nghiệm nha. Đây là cái con số kinh nghiệm mà chúng ta sẽ được tăng lên khi mà chúng ta trả cái tác đó. Thì những cái tác mà ví dụ như là tier 3 chẳng hạn này, ví dụ Ironite Ore này, nó được đến tận là 80 kinh nghiệm, hoặc là ba cái này cũng là kinh nghiệm mà cũng là tier 3, thì kinh nghiệm nó được cả 100 luôn nha các bạn nha. Đó, thì những cái này cộng lên nó cũng bằng rất là nhiều so với việc chúng ta là đi trồng hoặc là sản xuất cái nguyên liệu của cái ngành đó. Rồi, nếu hiểu rằng có 100 tác có 10 tác pick thì tỷ lệ drop của tác pick sẽ là 10%, tức là một ngành á. Các tác pick cao thì sẽ càng ít hơn, nhưng khi bạn trả nghề lung tung thì lượng tác phải trả là 50 tác, tại vì có 5 nghề đó. Và tỷ lệ drop của tác pick cao sẽ ra nhiều hơn. À, tức là nếu khi bạn trả nghề không lung tung thì lượng tác phải trả chỉ có 50. Đó, ý bạn là nếu mà mình tập trung trả vô một nghề thì cái tỷ lệ tác ra pick nó sẽ cao hơn. Và quả thật là đúng là như vậy nha các bạn nhé. Đây là ngày hôm qua này. Hôm qua sau khi mà mình làm theo cái lời của bạn ấy, đây là cái ngày mà mình làm cái video này. Mình trả 188 tác mà chỉ có 5 tác pixel, và mình chỉ nhận được 8.2 pixel thôi. Đó, thì hôm qua sau khi mà mình làm theo các cái hướng dẫn của hai bạn mà comment ở trong cái video ở trên YouTube á, thì cái thành quả nó đã có rồi nha các bạn nha. Đây, để mình bật lại cái biểu đồ. Hai ngày tiếp theo mình cũng roll, mình trả 17 tác, và ngày này mình trả đến 95 tác, nhưng không có một tác pixel nào nha các bạn nha. Hai ngày tiếp theo vẫn cực kỳ móm, vẫn trả rất là nhiều tiền nhưng mà không được pixel nào. Thì đến ngày hôm qua mình làm theo cái cách đó là mình chỉ trả ba nghề, đó là nghề trồng cây, nghề chặt cây
và nghề đào mỏ thì mình trả đâu đó 39 tác và mình được 2 tác pixel. Và các bạn nhìn xem, mình được 11 pixel luôn, là một tác 8 pixel và một tác là 3 pixel. Ok, thì có vẻ như là cái phương hướng chơi như thế này nó sẽ khá là tốt nha các bạn nha. Và mình nghĩ là các bạn cũng nên áp dụng cái phương pháp này để chơi, thì mình nghĩ là nó sẽ ổn hơn. Và chúng ta không nên làm những cái tác ở trong các cái ngành mà không liên quan, đặc biệt là cooking, tại vì ngành cooking là những cái sản phẩm của cooking nó rất là nhiều tiền. Đó, nó sẽ ngốn ở chúng ta. Đấy, thì mình nghĩ là những cái ngành chế biến, ví dụ là cooking này, stone shopping này, hoặc là ngành metal này, hay là ngành woodwork, thì những cái ngành này á, nếu mà chúng ta làm lên thì chúng ta sẽ phải trả những cái sản phẩm, mà thường những cái sản phẩm mà crafting á, thì giá thành của nó sẽ khá là cao nha các bạn nha. Và đó là một cái phương án trả tác khá là hay mà mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn trong ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ mình sẽ thử đi trả những cái tác ngày hôm nay theo cái phương pháp đó để xem là kết quả nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Đây các bạn thân mến, mình sẽ mở cái tác lên và các bạn có thể thấy là mình chừa lại ba cái nhiệm vụ. Thứ nhất là cooking mình sẽ không trả nhé, và thứ hai là woodwork mình cũng không trả, mình chỉ trả là farming này, mining và forest drive thôi nha các bạn nha. Ok, chúng ta cứ theo cái phương án này thì cái điểm kinh nghiệm của những cái ngành chúng ta tập trung nó sẽ được tăng lên, và những cái ngành chúng ta không tập trung thì nó sẽ không tăng lên và nó sẽ không kiểu up level lên và mở ra những cái nhiệm vụ mới các bạn nhé. Chúng ta hãy follow theo cái cách này. A few moments later. Các bạn ơi, và chúng ta thấy gì chưa? Đây chính là Ironai Ore. Và thực sự là ngày hôm nay mình trả chưa có nhiều tiền lắm đâu các bạn nhìn này. Mình trả còn âm tiền cơ, 3.000 âm 3.687. Và bây giờ thì nó đã ra cái tag 8 pixel cho mình rồi. Mình nghĩ đây là một cái chiến lược cực kỳ hay. Và một lần nữa xin cảm ơn hai bạn, là bạn Tiệp Tạ 6819 và bạn Sang Huỳnh Z3O, đã bày cho mình một cái cách chơi cực kỳ hay. Và hôm nay thì trong cái video này mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà ai cũng xem video này làm một lúc thì có thể là bào được một thời gian thôi, thì anh Lúc sẽ chỉnh lại cái meta. Đấy, thế nên là các bạn tranh thủ nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi lên chợ mua những cái đồ này để chúng ta sẽ trả để lấy cái tác 8 pixel này thôi. Quá thơm ngon các bạn ạ. Yeah, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tận hưởng thành quả thôi. Quả thật là một ngày may mắn khi mà mình mới chỉ có là làm 21 tác thôi và còn lời tiền nữa nha các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lấy cái tác 8 pixel này. Ok, cực kỳ dễ dàng. Cứ theo cái cách mình chơi mà các bạn làm thử nhá. Nếu mà các bạn làm thử mà các bạn cũng đạt được những cái kết quả tốt thì các bạn hãy comment ở phía dưới phần mô tả cho mình và những bạn khác cùng biết nha các bạn nhá. Và bây giờ thì húp thôi. Yes. Đây các bạn có thể thấy là được 8 pixel mà spend là âm 5.000, là ngày hôm nay không mất tiền. Lời được 5.000 và còn được 8 pixel nữa nha các bạn nhá. Đây, chúng ta có thể thấy cực kỳ đỉnh luôn. Ngày hôm nay cũng được 8 pixel, cái ngày hôm trước cũng được 8 pixel. Mà cái số tiền ở đây thì không hiện số tiền, nhưng mà hôm trước thì mình roll cái này mất 100.000, không được đồng nào. Và hôm nay thì mình được thêm 5.000 nữa và mình được 8 pixel. Quá là ngon đúng không các bạn? Rồi bây giờ thì nó lại ra một vài các cái nhiệm vụ nữa. Hai mỏ này, một quả này, một gỗ này. Thêm một quả nữa và tiếp tục là 6 nhiệm vụ. Tiếp tục thì mình sẽ đi và trả 6 cái nhiệm vụ này thôi nha. Còn tất cả những cái làm bánh rồi stone shopping rồi vớ vẩn gì thì đừng có làm. Ok, và mình cũng xin giới thiệu với tất cả các bạn, đó chính là hiện tại thì Blockchain Gamer đang có một cái group ở trên Telegram có tên là Secure Europe. Thì ở trên kênh này các admin của Blockchain Gamer đang share trên đây rất là nhiều những cái kèo Europe. Và hôm nay thì đã có cái kèo trúng rồi nè. Đây, anh ấy đang share là kèo này là được nhận giải thưởng, kèo Revox ở trên Binance. Ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái kèo khác mà chúng ta cũng có thể tham gia vào để kiếm tiền miễn phí, tiền nước mưa và chuẩn bị cho cái mùa uptrend sắp tới. Thì nếu như bạn nào mà không có vốn, các bạn chăm chỉ làm Airdrop thì các bạn có thể vào trong cái group này để cập nhật thêm những cái kèo Airdrop mới nhất. Đường link để tham gia vào cái Airdrop này thì mình để ở phía dưới phần mô tả. Cũng như là phần bình luận, các bạn có thể tham gia vào nhé.
Và vừa rồi là video hướng dẫn tất cả các bạn một cái lối chơi để chúng ta có thể là tối ưu cái lượng pixel kiếm được hơn. Hy vọng là video này sẽ có mang lại lợi ích cho tất cả các bạn. Và nếu như thấy video nào hay, hãy dành cho mình một like, một subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Bye bye. A few moments later. Update thêm một chút xíu nữa nha các bạn. Lại bú nữa rồi. Đây, mình sẽ trả cái này luôn. Và các bạn nhìn cái tổng kết của mình này, 11 pixel và tốn lại còn được thêm là 6.000 coin nữa nha các bạn nha. Một ngày quá ấm chỉ bằng cái phương pháp này thôi. Ok, giờ thì bye thật sự này.